Út quay ơi, kết tiếp mẹ kìa. Đó. Ở cả nhà ơi, giờ bà xã mua phân nè. Chạy vô đây luôn đi em. Mua ở đâu vậy? Xa lắm hả? Chạy về, chạy sát đây đi cho Út Huy nó khiêng cho nó giờ gần. Thôi, Út Huy khiêng ra đây đi con. Mình mua cây nó có trái sẵn gì nè, chầm nó mau có trái lắm. Ừ, nè. Ủa cây là cây gì? Cái bưởi da xanh. Ồ, cái bưởi da xanh cả nhà ơi. Ra ngoài này nè, ra ngay chỗ cái xe dù á. Để bên thùng nước trắng đi. Đó. Rồi con có 1 bao màu hả? Cái đó cái gì, cái này cái gì vậy? Vú sữa cả nhà. Cái vú sữa cả nhà ơi. Rồi cây này cây bưởi ha. Bưởi da xanh. À. Ừ, đẹp vậy. Rồi cái này mình kiếm chỗ mình trồng thôi. Rồi giờ, bây giờ dựng nó đi. Thôi bây giờ Út Huy tiếp cha đi. Hai cha con mình chôn cột cho nó xong đi con ơi. Giờ để nó đi. Giờ từ từ mình làm. Thôi, đi mua cái bao phân trộn á cả nhà. Không có bao phân trộn là đâu có làm được cái gì. Phân trộn là mình làm gì em? Ương cải. Ương cải, ương cái. Mua 5 cây cherry kìa, về đang bỏ vô thêm. Vậy hả? Mua 5 cây cherry nè. Đâu? Mua thêm cây cherry nữa cả nhà. Cherry biết chừng nào mà có trái rồi. Người ta nói trồng năm mấy đó. Kìa cái cây này bự nè, còn mấy cây này nhỏ. Đâu? Cây này lớn hơn nè, có nhánh. Cái cherry đó cả nhà. Rồi. Thôi bây giờ mình tiến hành, bây giờ hai cha con mình Út Huy ơi, đi với cha. Đi ra ngoài. Kìa ngồi. Ổi rồi đó mình mua đó, nó có trái đó, về bây giờ nó trái nhiều lắm. Đó cả nhà nè, ổi nào mấy đó. Mấy bữa về bẻ biết nhiêu rồi đó. Đó, đó. Bây giờ ổi nhà mình trồng nè, bây giờ đó, thấy không? Trái rồi, đã không cả nhà? Trái hoàng quại luôn á. Hoàng quại luôn. Thôi, đi làm con ơi, đi. Rồi, bây giờ hai cha con tiến hành đem cột ra để còn có ít cột nữa cả nhà. Cả nhà. Đó. Nè, trụ rào nè, mình rào nè cả nhà. Đó, thấy không? Dài luôn nè. Đó. 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 Như vậy đó. Nó rộng mênh mông vậy mình trồng đồ mới được hết cả nhà. Rồi, bây giờ con ôm cột đi. Ôm cột dai ra làm kia cho cha đi. Ôm cái cột này đi. Nè, cha nhắc cho tiếp đi. Rồi, đó. Cho đều nha. Đây, đoạn này nè, cái chân cái lỗ này nè. Đúng rồi đó. Ôi giời, đúng rồi. Coi. Ừ, đúng rồi đó. Tiến hành để mình dọn dẹp ở ngoài khu vườn này nè, nó cũng đất nó cũng còn rộng nha cả nhà. Đủ huy tiếp này những cái việc nặng nè, con thảy hết dán ra ngoài đi. Giờ chuẩn bị đẩy cột thì này mình vào đất cũng cho nó rộng ra cả nhà. Ở dính thôi, cái nào dính thôi. Không nè, đất nè cả nhà, đó rộng mình đào mình vào rộng lắm nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ chỉ có huy tiếp thôi. Một người cũng được, con chịu chịu vô dây đi. Giờ nhóm lên bắt đầu. Ở đâu kìa? Đây nè, dắt thuốc dưới kia đằng kìa. Dắt thuốc dưới đằng đất dưới đó đó. Ừ. Để cho thăng bằng á, coi nhóm lên nó thăng bằng chưa. Dành chút nữa, lên chút nữa đi. Lên chút nữa, ờ, coi chừng nha. Được chưa? Đó. Cục này nặng lắm cả nhà. Mấy chục ký á. Đi tới đó đi 1, 2, 3 là con thảy xuống, thấy không? Con né cái chân ra. Cục nặng lắm. Mấy chục cột lắm cả nhà ơi, vào với mấy chục cột lắm, mới đủ nó. Đủ đâu. Đó, bây giờ con thảy ra đi, 1, 2, 3 thảy xuống đi. Nhắm tay ra, 1, 2, 3 thảy ra. Ừ, đúng rồi. Tới đây là gì? Ừ. Vào chứ, vào cho nó rộng chứ. Rộng gì nữa sau này thả gà nuôi luôn. Thả gà nuôi luôn cả nhà. Có thể coi mình nuôi được gà nuôi không thì mình cứ trồng cái này cái kia.
chủ yếu là không có cho chó nó bò vô cả nhà, nó môi nó vô nó phá quá. Rồi cả nhà ơi, giờ Huy sẽ phát cỏ giùm bà bá, tại vì hôm qua và buổi chiều bà bá đi phát cỏ mình lên, buổi chiều bà bá đi phát cỏ mình lên cái bà bá nguyên con rắn màu đen á, nó chạy ngang chân bà bá không biết có cắn không đâu, không có cắn, thấy tê tê tưởng bị gì, không phải, không có cắn, chưa có cắn. Thôi bây giờ con tiếp cho phát đi, phát đi rồi đào lỗ. Hôm qua mình cũng hơi sơ ý cả nhà, mình làm mình không chịu phát á, giờ mượn Út Quy nó phát đó, cái đi giờ nó đào lỗ. Đi tới đi. Rồi con vô cái lùm này nè, qua đạp trong cái lùm này nè cả nhà, nguyên con rắn luôn, ớn quá. Rồi chào cả nhà. À, bữa nay á, mình nấu cháo vịt với gỏi vịt nha cả nhà, để cho cha con làm vườn vô ăn, mà tính ăn ngoài vườn, bây giờ mưa quá chạy vô trong chòi luôn rồi. Mưa lắm cả nhà, hôm qua làm được chút là mưa, bữa nay làm được chút cũng mưa. Mưa ướt nhẹt ngoài hết trơn rồi. Bây giờ cháo nó sôi rồi nè, mình múc ra trong cái nồi bự lắm mà mình múc ra đây. Giờ để cho nó sôi cái mình bỏ vô củ hành vô. Cái cháo này cứ nấu như bình thường, cứ nấu cháo như bình thường rồi bỏ vịt vô được. Bỏ vịt vô rồi, mẹ chặt vịt vô bỏ chổng rồi đó. Đó giờ bỏ củ hành, đầu hành với hành lá. Hành này với đầu hành. Còn hành lá nữa. Bỏ này chứa hành lá rồi thôi, chừng nào mình múc ra ăn á mình đã bỏ. Bỏ vô ít cho nó ấy thôi. Đó, vậy là xong rồi cả nhà. Cứ đó, nấu như rồi. Cháo bình thường thôi. Rất là dễ. Rồi mình bớt lửa lại đi, tại vì rồi. Mẹ còn trộn gỏi nữa. Bây giờ qua món nó khó hơn món cháo chứ là món gỏi thôi. Nhưng nó vẫn dễ. Nước này là nước trộn gỏi nè cả nhà, nước tắc với đường muối với một chút bột ngọt vô, rồi mình quậy lại cho nó ấy, để mình nó sánh lại gì nè, rồi mình trộn gỏi ngon lắm nghe cả nhà. Tắc, đường, muối, bột ngọt. Mình trộn khác hơn người ta hay trộn quậy nước mắm, trộn bỏ này mình trộn nước tắc thôi. Muỗng đường, muỗng muối, muỗng bột ngọt. Cái này mình làm sao cho nó vừa thôi, tùy theo cái. Rồi cả nhà cứ bỏ tắc bao nhiêu trái tắc nè. Không, cái này á là tùy theo cái mình làm nhiều làm ít thôi, chứ đâu phải mình nói gì đâu có được. Vậy là cái nhà phải tự định lượng. Ừ. Biết nguyên liệu rồi nhưng mà phải kiểu làm bao nhiêu, làm nhiều ít, rồi khẩu vị sao rồi cái nhà tự định lượng cái nhà. Có người trộn bằng nước mắm cây, quậy nước mắm cây trộn nữa cả nhà, nhưng mà mình không có trộn gì, mình trộn. Gỏi này là có bắp chuối, cà rốt. Với cà rốt với đu đủ nữa. Đu đủ nữa mà chờ trộn cái này xong mới bỏ đu đủ rồi sao? Tại vì đu đủ thường thường mà bỏ vô mình bớt nhiều quá là nó sẽ mềm, nó không ngon cả nhà. Cả nhà, đu đủ. Đây là rau dăm, rau thơm. Đó mình trộn cái này cho nó đều. Bây giờ vậy, con nhãn chưa rõ là cái tên là rau răm hay là rau dăm. Rau dăm. Là rau gì? Rau răm phải không? Rau răm. Rau răm. Là răm răm mát đó. Bữa nay là mình ra tiệm mình ăn gỏi vịt nha cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mình làm gỏi vịt với nấu cháo vịt, bồi dưỡng cho hai cha con á, làm vườn ở ngoài nè, về tính đem ra ngoài vườn ăn mà ở ngoài bây giờ mưa nó ướt nhẹp và thành ra không có ăn ở ngoài được, rồi vô trong chòi ăn luôn cả nhà ơi. Nói chung là cũng tính làm gỏi vịt đó cả nhà. Trời, nói cho bà xã bồi dưỡng á, hai cha con mấy bữa nay cũng làm te tua lắm nha.
cũng đuối nha, được bồi dưỡng gõ dịch này là ok, nhưng mà tính ăn ngoài đó, lấy cái cảnh phong cảnh cho nó đẹp nhất cả nhà, cho nó lạ lạ cả nhà. Mà mưa cứ mưa, giờ nắng mưa nắng hoài không biết đường nào, thôi không ai làm vừa bụng ai cả nhà. Thôi bây giờ gõ dịch ngon quá cả nhà ơi, giờ không cưỡng lại, bây giờ mời cả nhà, các cô chú anh chị, các con các cháu hãy ăn cùng với gia đình mình nha. Rồi rồi, mời cả nhà ăn cháo. Mời ăn cả nhà ơi, mời cả nhà ăn chung. Rồi gọi dịch ngon lắm, ngon nó thường. Thôi bây giờ còn nói gì nữa đây. Cái tô cháo này quá trời ngon rồi. À, coi như là hai vợ chồng mình nói chung là cũng đói bụng quá, về ra tiệm á, bà chủ này cho cái dĩa gỏi nhiều quá. À, rồi mình cho miếng ớt cả nhà ơi. Đó, cái gì mày có ớt ha. Nói chung là mình cũng thích ăn hành á, mình thêm miếng hành nữa. Hành ngò là mình khoái ăn đó. Đó, nhà giờ trộn lên. Tiêu quá rồi ha. Nãy bà xã bà để tiêu rồi. Đưa tiêu vô nó là cháy hồng luôn đó. Rồi. Bây giờ mình nấp thử miếng cháo qua nó sao nha cả nhà, giờ bắt đầu gấp gỏi ha. Rồi coi bữa nay bồi dưỡng sao đây này. Mời cả nhà nha. Ngon thiệt. Nào cay quá, có trái bưởi này cha. Có trái bưởi. Khi nào cay quá cả nhà. Trái bưởi này đánh mua bắt đầu chuẩn bị trồng đó cả nhà. Chuẩn bị trồng, chưa trồng. Mình lên kế hoạch hết trơn cả nhà. Rồi. Thôi bây giờ mình review cho cả nhà nè, gỏi nha cả nhà. Dạ, gỏi này trộn hai thứ ha cả nhà. Đó. Ba thứ luôn hả? Bây giờ mình kẹp cái gì chuối, đây? Chuối với đu đủ với kẹp. Thôi bây đó. Giờ mình chấm này trước đi. Chấm mắm gừng nha cả nhà, cái này mắm gừng. Này rau luôn nè, xong kẹp chưa? Ăn miếng đu đủ á, ngon quá. Gấp miếng vịt quá. Miếng vịt. Vịt ha, chấm mắm gừng. Cái này mắm gừng. Dai không? Ngon quá. Được dai. Đi vô miếng cháo luôn. Miếng cháo. Cháo này mình thích ăn nó lền lền. Nó sạch sạch lắm. Ngon thiệt. Cái mắm gừng là nói gì nữa. Thôi là gì? Quất. Ăn ngon quá. Thôi là quất. Đang nói bụng mà. Gỏi đu đủ mà giờ nguyên cứu gia trộn cái kiểu này ngon quá ha. Cả nhà đáng lẽ hôm nay là rào luôn rồi đó cả nhà. Mà biết sao không à? Nó cứ mưa, cái nó hết mưa cái nó hết. Cho nên làm không được, với lại bà bá là chơi lớn là định rào rào ra thêm một khúc ở dưới nữa cả nhà. Ở dưới gần cây trên dây á. Cho nên là nó lâu nữa, hơi lâu nữa. Phát sinh ra, trộn đôi nữa cả nhà. Cho nó rộng cả nhà ơi, để mình muốn làm cái gì cũng dễ. Nuôi gà, thả gà, hoặc là mình trồng rau gì đó. Mình nó từng khu quá cả nhà, nó dễ kiểm soát. Chứ bây giờ thấy gì chứ làm lên chứ mà đất mình cỡ nào với mình làm lên cũng thấy nó nhỏ cả nhà, nó vậy đó. Nếu chồng mà anh bọc vòng chỗ đó lại là chỗ đó nuôi thả gà trong đó được đó. Không đâu. Nhưng mà phải làm cái chòi cho nó nghỉ ngơi cái nhà, ngủ á, không bị mưa ướt. Từ từ tính ha cả nhà. Mình nói chung là lên đi, lên cái khu vắt khu cái khu diện tích nó gì á, rồi mình tính coi nó làm sao. Nghe không? Rồi mới tính ra được công chuyện. Chứ không tính ra được công chuyện đâu. Có nhiều khán giả kêu cho trồng khổ qua. Khổ qua. Chị tiểu đường. Có khổ qua dễ trồng cả nhà. Điều đó mình cũng trồng khổ qua. Có trồng khổ qua dễ trồng lắm cả nhà. Khổ qua mút. Mình trồng á, trái nó bự bằng bắp tay rồi đó, phần tay rồi đó. Dưa leo, đậu đũa. Khổ qua biết nói luôn cả nhà, biết nói chuyện luôn đó, chúng ta dẫn luôn. Đời nhà mình có vàng hồ lô, bầu hồ lô. Mà cái đó trồng cái đó ăn không được con ơi. Ăn được, cha ăn được. Không. Nhưng mà cha không được để nó già quá, già quá nó không thôi, trồng đó nó uổng lắm. Tại biết sao, trồng mấy tháng nó mới có trái. Nó bèo có 2 tháng, 2 tháng rưỡi cả nhà. 2 tháng rưỡi có trái. Mà hồ lô thì nó chỉ đẹp thôi, chứ ngoài ra cái công dụng nó là như là trang trí thôi cả nhà. Đẹp thiệt. Hồ lô á. Bồ lô đẹp lắm.
nó tươi đẹp hơn, mà cải thiện trong cuộc sống mình nó không được lâu dài. Anh hai với chị Nam này nó làm tạo làm cho là mẹ vậy. Làm gì? Làm cha làm mẹ. Đưa mấy anh cu đi học nữa. Tập thử coi nửa sau này mà có con, tụi nó có con có cái nó biết cách chăm sóc phải không? Cái đó cũng hay. Tập mà. Như là hai anh chị là có dự định rồi đó cả nhà. Dự định có em bé ha. Sáng năm. Mình sáng năm. Tại năm nay tuổi nó không được tốt ấy à. Thì nó cũng với lại cũng mới cưới nữa, rồi nó bu công chuyện á, công việc á. Giờ không thể rồi nó không được thoải mái đó nha. Sang năm chắc nó để cho bé Nan có để mà có em bé đó cả nhà. Chắc vậy quá. Giờ cha mẹ nhà cũng chờ bồng cháu lắm rồi. Nôn bồng cháu. Nôn nhưng mà mình có thích, mình có muốn gì nữa mình cũng không có hối tụi nó. Nói cho mình cũng chia sẻ cả nhà. Mình cũng dán làm này năm mình coi mình cũng tích lũy cho Út Huy có một cái số vốn á cả nhà. Cứ vợ cho Út Huy quá. Chưa xa lắm. Con gái gì có à. Thì nói vậy mà chuẩn bị trước đi mà tinh thần đi. Rồi năm nữa là Út Huy cũng phải lập gia đình thôi. Rồi bây giờ dán tạo sự nghiệp, dán tạo như là có đồng gia đồng vô cả nhà. Rồi có gia đình là còn nuôi vợ nuôi con nữa đó, rồi nuôi cha nuôi mẹ đó, phụng dưỡng chứ không cần nuôi, phụng dưỡng là chút đích chút đỉnh thôi đó, thì thuốc men tuổi già vậy thôi mà có gì hết. Đi qua Cam, đi qua Lào coi chỗ nào hả? Chịu lấy người dùng công nguyên đất đỏ không? Nói chung thích nhau vậy. Chả không thích thôi chứ thích rồi được. Thích nhà sao không được? Thích coi như là ta nói gì mấy gì mấy sông cũng lội, mấy đẹp cũng qua đúng không? Không biết bơi. Không biết bơi cũng bắn đi tàu à. Hồi đó mình dắt ba bay 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 vậy á, mình dắt một cọc bay dây bay bay rồi dắt không nổi mà nó Út Huy đưa vô một cái đi bay bay luôn cả nhà. Bây giờ xuống cấp rồi. Giờ xuống cấp là có Huy. Tại Huy còn trẻ, Huy vét này bình thường, nhờ ai còn trẻ cũng vét lần gì nha cả nhà ơi. Có bà bá hồi xưa vét dữ hơn gì nữa. Mà giờ yếu rồi. Không mà mình nghĩ cái cột nó phải là ít ký không? Cái cột đó. Nó dài á. Không, nó dài, nó nặng lắm chứ bộ. Giờ Huy cũng đang chờ mong anh Di Chin Anh có bé, có baby. Mà con thích con gái. Ai cũng thích con gái hả? Con thích con gái không? Nào cũng được chứ. Con gì cũng là con. Ý là ai cũng được chứ mà con thích hơn là con gái. Dễ thương hơn. Con trai đa số là quậy nha cả nhà. Tại Huy quậy rồi không biết. Có kinh nghiệm. Quậy lắm ai. Con trai là hồi nhỏ ai cũng quậy lắm. Chuyện bình thường hết, chuyện đúng cái quy luật của nó vậy. Tại nhỏ mà không quậy sao chống lớn được con. Quậy phá thì nó mới chống lớn, nó mau lớn, nó vậy đó. Quy luật. Đừng nói mà con nít không phá này cũng quậy cái nọ. Nó làm như chút định nha. Nghịch ngợm vậy thôi chứ đâu có gì. Thôi chứ anh hai mèo đó đâu có quậy đâu. Nhỏ bỏ đâu ngồi đó hả? Mày chị nghe chở theo, mày đi làm mày chở theo kim xe đạp á. Để đâu kêu con ngồi đây đưa cho bọc bánh ngồi đây nghe là ngồi ăn đi mẹ là làm nha. Là bắt đầu là ngồi đến thinh nó ăn nó không đi đâu chân á, nó không có khóc có gì chân á. Không đi nha, mà vòng đó mà thấy tội nghiệp á, mua cho bọc bánh là ngồi đến thinh luôn ăn hết rồi vẫn ngồi đó luôn nha. Ừ. Nhưng ngồi trên này là ngồi sáng tới chiều để ngồi hoài luôn á. Tự nhiên á. Hồi nhỏ có năng động lắm. Đúng rồi, hồi nhỏ phá sợ luôn trời. Ha. Đại khái là coi như năng động á. Không có phá mà hay giỡn này nữa. Đâu có đâu. Đâu có phá. Mua xe. Xe gì đó. Xe điện, xe mà bấm nút cái bấm có đồ mốt bấm á. Bấm cái nó chạy á. Mua hai anh em hai chiếc.
lúc đó nhà cũng có điều kiện này, mua hai đứa 2 ký về, hai đứa đem ra sữa, gỡ ra đặng sữa, gỡ ra đem ngâm nước đồ chơi vậy đó, 2 chiếc thư đó. Làm kỹ sư mà ta học làm kỹ sư mà. Cái nào nó cũng gỡ ra thử cho nó. Thì đó, chẳng qua học làm kỹ sư đâu có gì thì đâu. Thì nhỏ mình thử trước rồi lớn mình không mới làm nghề đó nữa. Mình thấy mình không hợp. Cái nào cũng đem ra thử, đòi cứ lâu lâu cái khóc có đòi mua. Mà mua về là bắt đầu biết có ai cho. Thì con nít nó vậy đó, hồi nhỏ là như vậy. Vậy là tháo vậy hả? Tuổi thơ quá khứ là... Mới mua về chút xíu à. Cho chạy tới lui chút xíu rồi đem vô giữa rồi đó. Giữa nước. Cái đó giữa là hư rồi. Giờ tháo ra, không chạy có đâu tháo. Con với anh hai à, một cái con người mà đàng hoàng, sống có tâm. Cái gì mới mua cũng phải rửa hết trơn. Kỹ sư mà, kỹ sư giữa mà. Giữa hư chưa, mới mua về, chơi được bữa ha. Bữa sau là vô nước hết trơn. Không có bữa đâu. Không tới luôn rồi. Là những cái cây này nè, cây bưởi nè, bây giờ hiện giờ mình mua về nè, cây bưởi là một cây... cây vú sữa phải không? Là mẹ Mai mới mua một cây bưởi, một cây vú sữa. Cây bưởi da xanh đó. 5 cây cherry. Cherry thì mẹ trồng trong chậu được. Cherry không có ăn uống gì được hả? Sao không? Trái cherry á, chả biết không? Chưa ăn trái cherry lần nào chứ, nhưng mà thấy... Ăn hoài không nhớ. Cha ăn rồi, tại cha không nhớ thôi. Đi đám cưới ăn hoài không nhớ. Trái cherry á. Ta đẩy á, mấy người ta đẩy sang lắm, ta mới đẩy cherry. Trái cherry mà nó mọng mọng nước á, nó tròn tròn bự bự á. Trái cherry đó ăn là chị bệnh tiểu đường luôn đó. Vậy trồng 50-70 cây đi. Tôi mua cái la hoài. Đâu có. Cherry người ta nói vậy chứ có phải không? Cái ruột của nó hơi màu đen đen tím. Đúng rồi, cái trái nó nhỏ nhỏ xíu à. Nhỏ đâu. Nó bự hơn cái trái cherry luôn. Bự vậy hả? Bự lớn. Không có bự lớn đâu. Bự lớn nè. Không. Bự lớn này hả? Không, mẹ trồng trên tay nó bự lớn nè. Còn cái của mẹ nó là trái cherry. Thôi đừng cherry mẹ biết. Đừng có bao nhiêu chân á. Trời, cái đó mẹ ăn hoài mà. Công nhận chim kìa em, nó xuống kìa. Chim sáo bự bự không mà. Nó đậu dưới không à. Chiếc đất là chim đậu. Còn mấy trầm giam luôn, cái nhà bự bự không. Mấy bữa chim. Sáng sớm á, giờ mở cửa cái nó bay, nó phù, cái nguyên một đàn chim luôn vậy đó. Đất là chim đậu á nha. Chim chuồng bay thấp quá, không biết sao nữa. Chim mưa. Vườn bay thấp thì cao. Bây giờ chim chuồng nó bay thấp quá, nhiều lắm kìa. Bay ngoài trời kìa, quá trời luôn. Như vậy tới đây là cũng là dĩa gỏi chia sẻ với cả nhà, đài thưởng thức với cả nhà ha. Dĩa gỏi gỏi vịt ha, với cháo ha, gỏi cháo vịt ha, chắc là ngon ha. Trộn một cách chắc là coi như là cây nhà lá vườn đủ bắp chuối, đơn giản thôi. Cây nhà lá vườn có gì trộn lấy ha cả nhà. Thôi bây giờ tới đây mình cũng đã thưởng thức với cả nhà, cũng đã thưởng thức với gia đình mình rồi. Thôi tới đây mình cũng xin dừng clip tại đây nha cả nhà, và không quên ủng hộ và đăng ký và share và like cho gia đình mình nha cả nhà. Bye và hẹn gặp lại nha cả nhà, clip tới nha cả nhà. Bye. Bye cả nhà. Bye cả nhà.